Lô anh em nhá, thì xin chào tất cả anh em quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ chơi Lindis đi rừng anh em nhá, vị tướng Lindis đi rừng và mình đang bị tranh rừng đây anh em ơi. Có hai thằng mang trừng trị đi anh em nhá, thì ok không sao cả anh em nhá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một combo bắt được luôn cả sát thủ hay là những cái vị tướng mạnh thì có thể gọi là khắc chế AD luôn anh em ơi. Nói chung là trận này mình sẽ cân hết cho anh em xem luôn anh em nhá. Rồi ok, thì anh em xem thì anh em hãy xem thật kỹ video và ủng hộ mình nhá em nhá, để mình có thêm động lực mình ra những cái video hay hơn và hấp dẫn hơn, hướng dẫn cho anh em những cái vị tướng top 1 hay hơn anh em nhá. Rồi thì anh em hãy cùng mình bắt đầu, let's go anh em ơi. Our Slayer Lane tower is under attack. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Bathe in moonlight. Dragon and Slayer have appeared. My turn now. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Retreat! Slayer has been defeated! Your power is mine. Our Dragon Lane tower is under attack! An ally has been defeated. Our Slayer Lane tower is under attack! Defeated. Cleansing light! The veil. Fall into my ultimate. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed tower onslaught. Yeah.
attack. Fall into my trap. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Is under attack. The tower has been destroyed. Slayer has been defeated. An ally has been defeated. Our middle lane tower is under attack. Dragon and Slayer have evolved. Double kill! Shinizugo Valhor! Ballistas have spawned! Now we wait. Dark Slayer has been summoned. Our middle lane tower is under attack. Screen.
Albanin. Our middle lane tower is under attack. Fall. Here's the veil. Nice assisting.